Xin chào các bác nhá. Hôm nay em đi làm về tối quá, mấy hôm mà cũng công tác định là bận quá chưa về, thế là định trồng cái cây đào này, cây quất để bàn các cụ ạ. Quất để bàn này nhà em để từ Tết giờ khô hết rồi mà vợ và con thì chả chăm sóc gì cả. Đây là cái quất để bàn. Nhà em thì có cả cây để chậu nhưng mà có cả cây để bàn luôn. Thế nó héo hết rồi. Thế nhưng mà cây quất này mà các cụ đem vứt đi nó rất là phí. Đấy thì em sẽ trồng lại cho các cụ xem mà không việc gì các cụ phải vứt đi cho nó phí cả. Các cụ cứ chơi xong các cụ vứt đi cây mấy trăm nghìn, hàng triệu, hàng vài triệu. Đây cây này cây để bàn thì nó chỉ khoảng vợ em mua 150.000. Mua từ hôm 25 Tết đây. Bây giờ thì nó chỉ có héo như này thôi. Thế nhưng mà nhiều bác thì cứ quan trọng hóa là cứ sợ nó chết. Khô héo như này cứ bảo là phải tưới nước cho tươi tỉnh, nhưng mà có thể là các bác tưới nước thì nó tươi thì nó đẹp hơn. Chứ còn không tưới mà các cụ đem trồng nó vẫn sống nhá. Chứ không phải là cứ phải là tươi tỉnh nó mới sống đâu. Như thế này vẫn sống bình thường. Có nhiều bác thì phải mua thuốc kích dễ các kiểu con đà điểu, nhưng mà không cần đâu các bạn. Không cần là phải kích dễ giết gì cả. Mà cái điều lưu ý nhất là các bác ấy, có bác thì mua thuốc kích dễ nhưng mà về thì lại đập cái đất này ra. Cái đất này là của nhà vườn, họ đã dùng cái đất mà để vận chuyển không bị vỡ, tức là cái đất này liên kết rất là tốt rồi, không phải đất pha cát đâu các cụ ạ. Nên là nếu mà khi mà ta mà đập bỏ cái bầu này đi ấy, hoặc là ta va đập mạnh ấy, thì cái bầu này nó sẽ hỏng cái rễ. Nó cái rễ của cái loại cây này nó rất là bé, rất là nhỏ, chứ không phải là dễ to. Đấy thì nó khi mà cụ mà đập vào cái giá thể này nhá, giá thể nó cứng như là cái gạch ấy, cứng như là gạch vổ, gạch chưa nung ấy, khi cụ đóng gạch ấy, gạch chưa nung ấy. Vì sao là nó chỉ như là gạch, em ví như là gạch chưa nung là bởi vì này là cái đất này họ dùng để vận chuyển đi xa. Đấy, nó không bị vỡ bầu, nó không bung ra, nó không hỏng cây. Hai nữa là khi người ta chuyển cái bầu này, tức là tháng 5, tháng 6 ấy, họ chuyển ấy, thì họ đã nén rồi. Họ nén như đóng gạch ấy. Hai nữa là cái chất đất là nó rất là cứng. Bây giờ các cụ đập là nó ảnh hưởng đến cái rễ. Có thể là cái rễ nó sẽ bị đứt, rễ con nhiều lắm, nên là nó đứt. Nhưng mà nếu nó mà đứt dễ rồi các cụ cho kích dễ bằng chả tác dụng gì. Hai nữa là cái này thì cũng chưa cần là các cụ phải kích dễ luôn đâu nhá. Nhiều nhà vườn là cứ phải kích dễ, nhưng mà thực ra bây giờ cái chưa cần thiết là các cụ phải kích dễ mà nó đã sống. Thế còn nay mai các cụ đánh nó sống, nó trồng khoảng 1 tuần 2 tuần các cụ kích dễ nó chưa muộn. Nếu mà có điều kiện thì các cụ kích, mà không thì các cụ cứ chăm sóc nó tốt là được. Cái quan trọng nhất là cái giá thể và chăm sóc thôi, chứ còn kích thì cũng chưa cần thiết các cụ ạ. Đấy, cứ nghĩ là nó héo như này là nó không sống hay là thế nọ thế kia, nhưng mà không phải đâu. Thì em trồng hôm nào đến tháng 5, tháng 6 đảo đất để chơi Tết thì em đảo bầu ấy, thì em sẽ review lại cho các cụ xem cây này tuyệt luôn, tốt luôn. Có các cụ thì có điều kiện thì các cụ có thể cắt bớt lá đi hoặc là tạo tán luôn bây giờ cũng được, mà không thì lúc nào cũng được, chứ không quan trọng là phải làm luôn cái bước này. Như nhà vườn họ trồng lại thì họ làm luôn, tức là họ cắt tỉa tạo tán rồi thì tạo cành luôn, nhưng mà không cần đâu. Như nhà mình có mỗi cây này quan trọng gì. Đến cái lúc tháng 5, tháng 6 đằng nào các cụ chả làm một lượt. Đó. Thì lúc đấy em sẽ làm cái video hướng dẫn các cụ. Nhà em có
Nhà em cũng hay mua quất nhưng mà cũng có nhiều cây quất ở vườn rồi. Đấy, thì em sẽ quay lại cho các cụ xem. Còn hôm nay em sẽ không phải hướng dẫn đâu, mà em chia sẻ cái cách trồng nó đơn giản lắm. Đấy, để cho các cụ là năm sau các cụ có thể là trồng lại mà không vứt đi nó phí. Bởi vì nhà vườn là họ cũng trồng chăm sóc cây này nó cũng mất nhiều thời gian rồi. Ta thì mất tiền mua về nhưng mà ta lại vứt đi thì nó là lãng phí quá. Em thấy là nó lãng phí. Thì em cũng trồng lại nó đơn giản lắm. Thế bây giờ giá thể trồng lại thì nó đơn giản các cụ ạ. Giá thể thì em trồng bằng hiện nay em đang trồng, em đã chuẩn bị sẵn rồi. Tức là em có cái phân trùng quế ở cái bên cạnh nhà em, là họ bán cái phân trùng quế. Phân trùng quế thì giá của nó là 3.000 một cân. Thì là em cũng thay luôn là đất. Nó rẻ mà. Thì là em mua mấy cân là em cho vào cái chậu. Bây giờ là em thay luôn chậu này. Chậu này chậu bé quá. Hai nữa là cái chậu này là nó, em nghĩ là nó không đầy đặn như này đâu. Mà nó chỉ có một tí đất thôi. Thì nữa tí nữa em chuyển nó sang cái chậu nó to hơn. Em cũng chẳng cần trồng vườn đâu. Em trồng luôn vào chậu cho các cụ xem. Đó. Chứ không cần trồng nó đất luôn. Đấy, cây bé như này nó ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu đâu các cụ. Đó. Thì cái cây nó rất là khô này. Rất là khô, nó như kiểu cây sắp chết thì các cụ cứ nghĩ là cây này nó sẽ chết, nhưng mà em trồng ra ấy chắc là khoảng 2 tuần là nó lại tươi tỉnh. Em lại tạo, có thể em đạo để cái tán cũ này hoặc là em cắt bớt đi. Thì hôm nào nó sẽ review cho các cụ xem. Còn bây giờ em chuyển ra để trồng cho các cụ xem này. À, em chuyển ra giá thể em để sẵn ngoài kia rồi. Em cho sẵn vào cái em có cái chậu xi măng. Chậu xi măng thì em khá nó vào đấy là xong. À, em đang trồng cái quất anh. Trồng cái quất. Vâng, cái quất này nó héo lắm rồi. Giới thiệu các bác, đấy là con em ấy mua về. Con em áo đỏ. Bò lạc. Đấy, hàng ngày cứ quét sân rồi chăm con cho em đấy. Kêu thì các bác nhá. Đây, cây quất héo lắm rồi các bạn. Thế thì em đang nói đến cái đoạn giá thể là em sẽ trồng lên cái giá thể phân trùn quế. Phân trùn quế em trồng, em trộn mấy chấu. Thì em đã trộn sẵn rồi. Thế cái chậu này, chậu xi măng thì ở dưới nó có một cái lỗ. Dưới nó có cái lỗ thì em thả một cái hòn đá để cho nó có cái nó kênh, để khi mà cái giá thể mình cho vào thì nó không bị bịt mất cái lỗ thoát nước các cụ ạ. Cái cây quất này là nó yêu cầu ấy là tuyệt đối là ta phải thoát nước tốt. Đấy, cũng ẩm, trồng nó cũng như cây đào các bạn. Nó cũng tương tự như cây đào thôi, nó không khác gì cả. Thế thì nhưng mà cái này mình muốn có cây đẹp là mình tháng 6 là mình phải có một cái động tác để mà cho cây nó có quả vào dịp Tết. Thì động tác như thế nào thì em sẽ làm video hướng dẫn các cụ, chia sẻ với các cụ cụ thể lắm. Cái cây quất của em phía đằng xa kia kìa. Cái chỗ cây của em áo đỏ. Đây, cây quất này. Năm nào quả nó tốt các cụ. Cây đấy ngày xưa nó mini bé tí như này.
Bây giờ nó đã lớn rồi. Đó. Đây là cái ông em cho ông nhá. Ông ơi, ông chồng cái cháu cái quất để cháu quay cho anh em chia sẻ cho anh em ấy. Đấy, cây quất đây, cây quất từ Tết giờ nó héo hết rồi không ạ? Thế bây giờ ông chả chịu chăm sóc. Ông bới nó ra đây xong ông để nâng như nó vào đấy cháu ấy. Chả chịu chăm sóc để thế này. Thế thì cây này thì đơn giản thôi. Đấy, ông đấy cái từ từ rồi cháu quay ra anh em xem đã. Rồi. Đây là cái đấy trồng vào cái rổ nhựa đó, các cụ ạ. Nhiều nhà dễ, vườn nó trồng ở những rổ nhựa thế này. Ở dưới này chẳng có gì đâu. Đấy, họ để vào đấy cho đẹp thôi. Cái này thôi là cái vỏ đẹp. Còn chính là được đắp này. Đấy, có nhiều cụ thì trồng thì cứ đập nhìn tiếp. Này nó hỏng hết dễ vì nó cứng lắm. Đấy, cái này nó cứng kinh khủng luôn, nó như là ta đã đóng gạch ấy, đóng gạch còn phơi khô ấy, gạch mộc ấy. Cứng như thế các cụ ạ, không phải là mềm đâu. Không phải là giá thể như mình đâu. Đấy, cây quất giá thể nó như thế này mà nó còn sống được cơ mà. Chứ đâu phải là các cụ cứ quan trọng hóa. Từ từ không vỡ bầu. Đấy, phải nhẹ nhàng đó các cụ. Cái khâu này là phải nhẹ nhàng, đừng có đập. Đừng có nhiều cụ là lấy cái tay đập quỳnh quỳnh. Đập thì nó ảnh hưởng đến rễ, nó long hết rễ rồi còn đâu nữa mà kích rễ với cả kích riếc làm cái gì, không cần thiết. Các cụ cứ trồng bình thường. Không phải làm gì cả, không phải kích dễ thì cho nó mệt rồi. Tất nhiên là làm cũng không thừa, làm thì cũng tốt thôi, nhưng mà chả nhẽ là các cụ có một cái cây quất các cụ phải đi mua hẳn một cái lọ kích dễ hàng trăm nghìn, trong khi đó cái cây quất giá trị của nó chả được đáng bao nhiêu, nên là không cần thiết các cụ nhá. Dễ xuyên qua ấy cơ mà. Đây dễ của nó này, xuyên qua ấy và nó cứng như góng gạch nha các cụ nha, nhớ đấy. Đấy, chỉ cần thả vào thế là xong. Giá thể thì em nói rồi, nó là phân trùng quế và chấu, thì tỷ lệ của nó là phân trùng quế 70 và chấu 30, tức là ở đây là cụ thể nó em 3 cân trùng quế và chấu thì em cũng bốc chả biết được mấy bốc thôi, nhưng mà em gãng ngáng thì em chả cân. Mà để chấu cái mục đích là để nó thoát nước thôi các cụ ạ, nó thoát nước tốt. Thế còn phân trùng quế đấy thì nó rất nhiều dinh dưỡng, các cụ cứ tra phân trùng quế thì nó tuyệt đối rồi, nó là cái phân mà cực sạch, siêu sạch đấy. Các cụ chia sẻ cho em và chia sẻ video, và cảm ơn các cụ đã xem cái video này nhá. Ngon rồi. Nhớ đăng ký và ấn vào cái quả chuông để em. Bây giờ chỉ còn một tí nước vào là. Để... Hay để nó héo thế. Vâng, để héo để review cho các cụ xem, là nói với các cụ là cái cây quất dù nó héo rất là héo như này, nhưng mà các cụ đừng có vứt đi, nó phí. Mà các cụ chỉ có tưới nước hay tưới ngày. Vâng, các cụ chỉ có đưa vào đây thôi, không cần phải kích rễ kích riếc gì cả. Các cụ lại ngại là nhiều người ta chia sẻ, nhiều nhà vườn là họ yêu cầu nó khắt khe quá. Tức là họ nói là khi mà trồng lại cây quất này sau Tết là phải chuẩn bị này, kích rễ này, chuẩn bị giá thể các kiểu, còn là điều nó khó. Các cụ bây giờ có cây quất đều này mà lại mua thuốc kích rễ hàng trăm nghìn thì nó vô lý, không cần thiết các cụ nhá. Tốn kém. Đấy, tốn kém. Thì chỉ cần nếu mà các cụ ở đấy, các cụ chỉ cần dùng cái phân chuồng hoai trộn với ít chấu cho nó thoát nước. Hai nữa là các cụ mua cái chậu về, là cái chậu sứ hoặc cái chậu nhựa hay là vân vân.
thì nó có cái lỗ thoát nước, cái cụ lấy hòn đá nó to hơn cái lỗ đấy, cái cụ kê vào cần. Thế là xong. Con chào các cụ nha, cảm ơn các cụ đã xem cái clip này.